Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì cái dòng cân cát CL502 vừa cân và in nhãn được sử dụng rất là phổ biến ở trong các siêu thị và các cửa hàng thực phẩm. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách để có thể lắp đặt giấy đối với cái dòng cân này. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt giấy đối với dòng cân này. Thì như các bạn có thể thấy thì giấy được lắp ở phía bên trong của cân. Đây mọi người có thể thấy ha. Thì để lắp giấy thì đầu tiên là mình cần phải tháo cái củ ra. Đây thì mọi người có thể đặt tay vào trong phía bên trong này, kéo nhẹ ra thì mở cái nắp hông ra, rồi đặt bên này ra. Rồi tiếp theo thì đây là cái cần gạt đầu in của cái cần thì mọi người bật cái cần gạt lên cho bạn. Đấy, bật cần gạt bật nhẹ nó bật bung lên. Đấy, thì mình có thể là kéo cái hộp giấy ra. Đấy, mọi người có thể thấy đây là nguyên cái hộp giấy ha. Thì để tháo giấy ra thì mọi người tháo cái gạt chắn ở phía bên trong này. Rồi sau đó mình tháo giấy ra thôi. Đó là đối với những cái giấy hết thì tháo đi ra. Anh chờ tháo cái ra luôn đó. Thì đây mình chờ tháo ra. Khi mà cái cuộn nhãn ở đây in nhiều in ở đây thì mình cũng kéo ra, xong bỏ cái cuộn nhãn đi, bỏ cái lớp đế của cái giấy cân đi. Rồi các bước mà lắp giấy vào nó cũng làm được lại. Thì đầu tiên thì mọi người lắp giấy vào phía sau đây nha. Đây phía sau là cái cuộn giấy. Rồi mọi người có thể thấy ở đây là có cái đường luồn này, luồn giấy xuống này. Rồi mọi người luồn xuống dưới này thì cái trục phía này thì để mình cố định cái giấy lại để nó cuốn. Mọi người có thể lột bớt một hai con tay ha. Đây thì mình cũng làm tương tự thôi. Đây cái này là mình để vào đây, thì em sẽ lột bớt một hai con tay để nhờ bớt một hai con tem độc để mình có thể là cuốn. Đấy, xong rồi mọi người cắn vào thì có thể là cuốn một vài vòng để mình lại sẽ thử. Đấy, thế rồi sau đó thì gắn cái cố định bên trong này là cái dự giấy này là để cái này thì mình để sát vừa sát vào với cái cổ giấy của mình. Đấy, để nó không bị chảy ra lật tem. Phía trước này nó có cái cắt chắn này, mọi người để sát vào với cái cổ tay này. Sau khi mà mình lắp xong rồi thì mình có thể là lắp vào cân ngược lại. Đây, anh phải đến lắp vào ha. Mình lắp như thế. Lắp dây đuôi xuống của mình. Lắp vào. Sau khi lắp vào xong thì mình đóng cần là đổi xuống. Rồi, máy lên. Sau khi lắp giấy xong thì mình có thể mình nhấn nút fit ở trên này. Mọi người có thể xem ha. Để cho mục đích là để cho giấy nó chạy ra. Đây mọi người có thể nhấn nút fit ở trên cân để cho giấy chạy ra, để mình xem thử ra có đúng cái vị trí của mình không. Đây mọi người có thể thấy là đúng không? Đây, giờ sẽ tiến hành đi từ một cái gì đó. Sau khi mình đã lắp đặt các kiểu dễ in ra nó bên cửa hàng. Như vậy là cái quá trình lắp dễ cũng khá là đơn giản đối với cái dòng cân cát CL502 này. Như vậy em đã hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy đối với dòng cân cát CL502 này. Nếu trong quá trình sử dụng mọi người có bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ đối với cái dòng cân này thì mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào trang web thegioibaomat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.